Khoảnh khắc hài hước, cầu thủ U19 thi nhau hái xoài giúp đàn chị tìm dép. U19 Việt Nam đang tập luyện tại VFF chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia. Sau buổi tập, các cầu thủ nán lại bên cạnh cây xoài gần khu sinh hoạt khi thấy đàn chị ở đội tuyển nữ Bích Thùy đang hào hứng để lấy xoài chín. Bích Thùy chỉ cho các đàn em những quả xoài chín, trước đó cô dùng dép để ném quả nhưng dép đã mắc lại trên cây. Các cầu thủ U19 sau đó dùng gậy hỗ trợ đàn chị nhưng bất thành. Thủ môn Việt Kiều Đức, Trần Duy Thành vui vẻ tham gia cùng các đồng đội. Sau đó, một cầu thủ U19 Việt Nam đã phải trèo lên cây để lấy đổ giúp mọi người. Cầu thủ này cũng tranh thủ hái xoài xuống để thưởng thức. Các cầu thủ rất vui với thành phẩm lấy được. Hy vọng với những sự thoải mái như này thì U19 Việt Nam sẽ có màn trình diễn tốt ở U19 Đông Nam Á tới đây.